Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ hình ảnh trồng cây đào nhân dịp năm mới cùng lời chú thích Cherry Blossom is Blooming in the Garden, tết xa nhà. Kèm theo đó một đoạn video với lời tâm sự, xuân này con không về. Cũng kịp trồng được cây đào trong vườn để đón xuân. Đây có thể coi là câu trả lời rõ ràng nhất của Phạm Hương khẳng định cô vẫn đang ở Mỹ chứ chưa hề trở về quê nhà. Phạm Hương qua Mỹ từ tháng 9 năm 2018 để điều trị căn bệnh tuyến giáp. Tuy nhiên, nhiều tin đồn bất ngờ rộ lên mạng xã hội cho rằng cô qua Mỹ sinh con. Mặc người hâm mộ đoán già đoán non, Phạm Hương thời gian gần đây liên tục chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp rạng rỡ, tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên trời Tây.